Phúc Việt Ô Tô Cũ xin thân ái chào tất cả anh em nhá. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Hôm nay thì mới về được một con, anh em nhìn thấy cái logo này là anh em biết rồi, Mitsubishi Xpander. Đó, số tương. Xe rất cọp đẹp nha. 2019 anh em ạ. Đây, 7 chỗ gầm cao. Và đặc biệt con xe này một chủ mua mới zin nguyên bản anh em nhá. Đó, được chủ này người ta bọc trần 5D sạch sẽ hết rồi, ghế da sạch sẽ. Và con xe này thì được rất là nhiều anh em quan tâm. Để em chia sẻ cho anh em tại sao được nhiều anh em quan tâm con xe này này. Anh em thấy không? Nhưng còn ốc bản lề cửa này còn nguyên hết này. Ốc gang này là còn nguyên anh em nhé, ốc còn nguyên hết này. Những con xe Xpander này được anh em săn đón. Và tại sao những con Xpander bên em về là 1-2 ngày là bên em đã bán rồi? Tại sao anh em ạ? Thứ nhất, cái dòng Xpander này, form dáng nó cực kỳ là đẹp. Cực kỳ là đẹp anh em nhé. Anh em thấy không? Thứ hai nữa là cái dòng này đi cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và thứ ba nữa là giá cả nó rất là cạnh tranh hơn so với những dòng 7 chỗ khác. Nó nên được rất là nhiều anh em mua về để chạy gia đình cũng như là chạy dịch vụ. Hợp lý luôn. Máy thì cực kỳ là bền bỉ. Đây anh em nhé, 2019 một chủ mua mới từ đầu. Xe màu trắng khá đẹp, hiện nay anh em đang cho để nổ máy. Rồi tiếp theo thì em sẽ cho anh em xem cái phần khoang máy con xe này. Con này thì em chê một cái này. Đó, đây, cái lốp này. Chủ mới có tiền thay 3 quả lốp thôi, hai quả trước với một cái bên trái kia, còn quả lốp bên phải này, sau bên phải này mòn như đầu ông sư luôn, mòn như đầu ông sư luôn, đó, mòn được chứ đầu ông sư chưa thay luôn anh em nhé, đó nên chủ này là chắc thay được 3 quả là hết tiền này, đó, một điểm chê này, nội thất thì khá đẹp, vô lăng củ số còn đẹp, máy thì máy số thì zin, máy số con xe này cực kỳ là zin luôn. Ốc trần máy gần miếc là keo chỉ nắp cà bồ, nghĩa là nói chung là về chất con xe này thì phải bàn. Chủ người ta kỹ quá, người ta bỏ cả lông não để chống chuột này anh em này. Đấy, anh em thấy bịch lông não không? Ốc ác thì còn nguyên. Đó, ABS này, tất cả những con ốc này, ốc trần máy thì còn nguyên hết anh em nhé. Máy êm. Đây bên này cũng vậy. Đó, bên này cũng vậy. Keo chỉ ốc gác là còn nguyên hết. Máy êm, không rung không giật, khô ráo, không có xì nhớt. Đèn còn sáng đẹp. Đó, đèn này còn sáng đẹp anh em nhé. Đăng kiểm của xe này thì còn đến tháng 6 năm 2023. Đó, đến tháng 6 năm 2023. Đây, để em quay bên trong. Đây. Em thấy không? Nói chung là xe này đi thì sướng rồi. Con xe này đi thì nếu mà anh em sướng ở đây không phải là về sự đầm chắc hay là về sự sướng ở đây, là thứ nhất là giá thành rẻ này, form dáng đẹp, giá vô cùng hợp lý. Đây, anh em thấy những cái gân này, đó, những cái gân này là còn nguyên hết anh em nhé. Đó, không có méo móp này, thẳng luôn, thẳng băng này. Ok anh em, tôn vỏ này. Đó, tôn vỏ là còn ok luôn nhá. Sơn zin còn khá nhiều. Đấy. Con này điểm chê thứ hai nữa là anh em biết thế nào? Khoang hành lý quá nhỏ. Đây. Anh em thấy khoang hành lý này. Đúng bằng con Morning luôn. Đúng bằng con Morning luôn này. Ốc ác keo chỉ thì còn nguyên. Đó, con này đặc biệt nó có hai dàn lạnh này, những người ở ngồi ở khoang sau này thì nó lạnh. Đó, lạnh đều xe, nó không bị nóng. Nhiều con xe 7 chỗ nó chỉ có một dàn lạnh thôi. Nó chỉ lạnh phần trên thôi, mấy anh em ngồi phía sau là toát hết mồ hôi, đi xa là coi như đi tắm ấy. Khoang hành lý con này nhỏ quá anh em nhỉ. Chẳng để được mỗi mấy cái túi sách nhỏ ấy, ba ly sợ không để vừa luôn. Cái ba ly phải để gập cái ghế về sau này lại này. Đó. Chê thứ hai của em này, con Xpander này. Xe zin không lỗi, đẹp về sẵn sử dụng, thay lốp về anh em chỉ việc thay lốp và đổ xăng đi thôi.
Hoặc anh em nào mà thiện chí nữa thì em bên em tặng cho anh em cái lúc này anh em đi. Điều hòa thì mát lạnh mát sâu thì khỏi bàn, táp y táp lô đẹp. Đó, con này thì bên em đang bán với giá là 515 triệu anh em nhá, bao anh em rút hồ sơ. Đó, anh em quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho Phúc Việt Ô Tô Cũ. Rất nhiều xe phục vụ anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Xin chào và hẹn lại anh em. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ.